Hello, Minh Phúc Farm xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hôm nay thì một lần nữa em Hương sẽ dẫn đến mọi người vườn Minh Phúc Farm số 14 ạ. Dạ, dự kiến sản lượng của vườn này là rơi vào 3.200 chậu. Và cái ngày đi của cái vườn này nó rơi vào tầm ngày 12 âm lịch các bác nhá. Và qua đây em nhìn thấy rằng là cái sản lượng VIP ở đây tầm 80% và 20% là hàng loại 1. Bây giờ thì em Hương sẽ đưa cho mọi người một chậu, mọi người xem hộ em nhá. Về đặc điểm của cái vườn số 14 này các anh chị này, các anh nhìn hộ em nhá, rất là đặc tàn, tàn gọn và bộ lá rất là đẹp, rất xanh. Ok ạ, Minh Phúc cảm ơn các anh chị ạ.